Xin chào các anh chị và các bạn đã đến với chuỗi video chia sẻ kiến thức trên kênh của người Hữu Đức Trader. Mọi người hãy nhớ tải tài liệu và tham gia các nhóm cộng đồng, đường link mình để bên dưới cái phần mô tả của video. Bài học hôm nay chúng ta tiếp tục đi tìm hiểu về cái mô hình giá hình chữ nhật nhé. Về mô hình giá hình chữ nhật thì có mô hình giá hình chữ nhật tăng và mô hình giá hình chữ nhật giảm. Tuy nhiên là cả hai mô hình này nó đều xuất hiện trong những cái bối cảnh của xu hướng khác nhau nhé. Các bạn quan sát hình sẽ thấy một mô hình giá hình chữ nhật thì nó biểu thị cho một hành động giá đang đi ngang và nó được bao quanh bởi một mức thoái lui, có thể là một đường hỗ trợ hoặc một đường kháng cự. Thì các anh chị các bạn thấy đúng không? Thì khi thị trường mà bước vào giai đoạn tắc nghẽn đi ngang thì nó có khả năng tiếp tục đi theo cái xu hướng trước đó đã hình thành. Các anh chị các bạn chú ý, đối với mô hình giá hình chữ nhật tăng thì trước đó nó sẽ là một xu hướng tăng và nó đi vào cái giai đoạn tắc nghẽn đi ngang. Sau đó ưu tiên phá vỡ lên trên nhiều hơn nha các anh chị. Thật ra thì một số trường hợp nó cũng sẽ có phá vỡ xuống dưới, tuy nhiên là nó không xuất hiện nhiều, cái xác suất cao hơn nó vẫn là theo cái xu hướng trước đó nha. Ngược lại, đối với mô hình giá hình chữ nhật giảm giá thì nó lại xuất hiện sau một cái xu hướng giảm đi ngang, sau đó nó tiếp tục phá xuống thì mình sẽ ưu tiên cái xu hướng đó nhiều hơn. Tiếp theo thì chúng ta sẽ đi tìm hiểu về cái tín hiệu giao dịch của mô hình giá hình chữ nhật nha. Thì ở đây các bạn cần chú ý là chúng ta cần phải xác định trước cái xu hướng của mô hình hình chữ nhật là xu hướng tăng hay là xu hướng giảm. Từ đó thì chúng ta có thể xác định được đâu là cái mô hình chữ nhật tăng và đâu là cái mô hình chữ nhật giảm, để chúng ta có thể là hướng tới tìm cái vị trí có xác suất cao để vào lệnh nó tốt nhất nhé. Thì đối với hình chữ nhật tăng giá, xu hướng trước đó sẽ là một xu hướng tăng và chúng ta mua khi mà giá thoát qua khỏi cái đường kháng cự. Cái lần mua thứ hai thì là khi mà giá nó điều chỉnh lại cái đường kháng cự đó và nó đóng vai trò là cái đường hỗ trợ, đúng không ạ? Sau đó thì có thể tiếp tục mua lên được. Còn ngược lại, đối với mô hình hình chữ nhật giảm thì chúng ta sẽ thực hiện những lệnh bán. Chúng ta bán khi mà giá thoát ra khỏi cái đường hỗ trợ, và cái lần bán thứ hai thì khi giá nó điều chỉnh về cái đường hỗ trợ đó, thì cái lúc này thì cái đường hỗ trợ đó sẽ đóng vai trò là đường kháng cự. Và sau đó thì thị trường tiếp tục giảm và chúng ta sẽ bán ở cái vị trí đó. Một số các đặc điểm mà các anh chị các bạn cần chú ý đó là khối lượng giao dịch sẽ tăng lên khi giá vượt khỏi cái đường hỗ trợ hoặc kháng cự. Đối với mục tiêu lợi nhuận thì chúng ta có thể đo chiều cao của cái hình chữ nhật và đặt ra cái mục tiêu nó thoát lệnh chính là bằng cái khoảng cách đó. Còn cái vị trí dừng lỗ thì chúng ta sẽ thực hiện theo cái tiêu chuẩn là RR12. Và khi đó chúng ta sẽ đặt stop loss bằng 1/2 cái mục tiêu, cái lợi nhuận. Thì cái mô hình giá hình chữ nhật đấy cũng rất thường xuyên xuất hiện trên cái thị trường trong những giai đoạn mà thị trường tích lũy đi ngang. Vậy nên việc sớm nhận biết được những cái mô hình sẽ giúp cho các anh chị các bạn giao dịch nó dễ dàng hơn và đưa ra những quyết định sớm tham gia vào thị trường. Và rất là tốt cho những cái anh chị các bạn giao dịch theo xu hướng nhé. Tại vì trong cái mô hình giá hình chữ nhật đó, các anh chị các bạn cũng thấy là nó thường thường nó sẽ đi theo cái xu hướng trước đó. Nên là khi mà các anh chị các bạn đang đi theo một cái xu hướng tăng thì chúng ta sẽ chờ đợi canh mua lên, và đang đi theo một cái xu hướng giảm thì chúng ta chờ đợi chúng ta bán xuống. Các anh chị các bạn cũng sẽ đi xem một số cái hình ảnh thực tế, một số cái diễn biến thực tế trên biểu đồ để cho mọi người có cái nhìn nhận nó dễ dàng hơn và nó trực quan hơn. Các bạn cũng chú ý là khi mà đi vào cái giai đoạn nó tắc nghẽn, nó đi ngang thì những cái mức đỉnh đáy tạo ra những cái đường kháng cự hỗ trợ đó, nó cũng mang tính chất tương đối thôi. Và chúng ta sẽ kẻ dựa trên những cái nhìn nhận của mỗi người sao cho nó phù hợp là được nhá. Chứ nó không có một cái nguyên tắc nào nó quá rõ ràng, hoặc là nó không phải lúc nào nó cũng đẹp như trên cái hình mà chúng ta vẽ ra. Thì tất cả những cái mô hình giá, các anh chị các bạn phải hình dung được điều đó. Mình cũng nói rất là nhiều trong những cái bài học trước rồi, thì bài học này mình nói lại để cho mọi người linh động hơn trong cái việc quan sát thị trường. Đây là một cái biểu đồ giá sẽ xuất hiện mô hình giá hình chữ nhật, và các anh chị các bạn cũng thấy là cái xu hướng trước đó của mình là một xu hướng tăng, thì chúng ta sẽ xác định được đây là một cái mô hình giá hình chữ nhật tăng, đúng không ạ? Rồi, chúng ta sẽ theo dõi. Thì sau cái giai đoạn nó tăng giá, nó sẽ hình thành một cái giai đoạn mà tắc nghẽn tích lũy và hình thành những cái đỉnh cái đáy. Thì từ những cái đỉnh cái đáy này chúng ta sẽ xác định được những cái đường kháng cự và những cái đường hỗ trợ.
Ở đây các anh chị các bạn sẽ thấy đó là nó sẽ hình thành cho mình những cái mức đỉnh để tạo thành những cái đường kháng cự qua đây. Và ở đây thì sẽ có những cái mức đáy. Các bạn thấy đây đúng không? Thì cái những cái vị trí đáy và đỉnh này thì nó cũng mang tính chất tương đối thôi. Có những cái trường hợp thì nó rất là đẹp, những cái đỉnh cái đáy này nó bằng nhau, nó ngang nhau. Có những trường hợp thì nó cao hơn một chút hoặc nó thấp hơn một chút. Thì như vậy chúng ta cũng có thể là xác định được mô hình hình chữ nhật rồi. Thì với cái mô hình này, nếu mà nó phá qua cái đường kháng cự ở bên trên này thì chúng ta có thể thực hiện cái lệnh mua nhé. Quan sát mọi người sẽ thấy cái lần thứ nhất nó thoát ra chính là cái vị trí mà nó phá vỡ cái đường kháng cự ở trên bằng một cái cây nến xác nhận. Và sau khi xác nhận bởi cái cây nến này thì chúng ta sẽ thực hiện một lệnh mua ở vị trí này. Cái mục tiêu lợi nhuận như lúc nãy trên lý thuyết mình đã nói, nó sẽ bằng cái khoảng cách từ cái đường hỗ trợ đến đường kháng cự, thì chúng ta sẽ đặt những cái mục tiêu lợi nhuận nó tương đương với như vậy. Thì sau khi chúng ta đạt được cái mục tiêu lợi nhuận rồi, cái việc đặt dừng lỗ cho là nó sẽ bằng 1/2 cái mục tiêu lợi nhuận. Thì mọi người có thể cân đối đặt ở những cái vị trí hỗ trợ hoặc cái đáy gần nhất. Ví dụ như trường hợp này các bạn có thể đặt ở vị trí dưới cây nến này. Có một số trường hợp thì các bạn cố gắng để tìm tới những cái đáy nào, cái hỗ trợ nào nó gần nhất thì các bạn đặt dừng lỗ sao cho nó cân đối được cái mục tiêu lợi nhuận cũng như cái thiết lập giao dịch mà chúng ta đặt ra. Thì với cái kịch bản này nó đã đi luôn và nó không quay lại, nó test, nên là các anh chị các bạn cũng cân đối để đưa ra cho mình những cái quyết định nó sớm hơn. Có những trường hợp thì chúng ta sẽ mất cơ hội và cũng có những trường hợp thì chúng ta sẽ vào sớm thì chúng ta đạt được cái mục tiêu lợi nhuận nó tốt đó. Thì đây là một cái ví dụ về cái mô hình giá hình chữ nhật để cho các anh chị các bạn hình dung nó dễ dàng hơn. Thì ở đây chúng ta sẽ lấy một cái trường hợp mà thị trường nó phá vỡ qua rồi sau đó nó test lại nhá, nó test lại lần hai để chúng ta có cơ hội chúng ta mua vào lên. Thì đây cũng là một cái mô hình hình chữ nhật tăng giá và trước đó cũng là một xu hướng tăng thì chúng ta sẽ canh mua lên nhá. Cùng quan sát cái việc nó tạo thành những cái vị trí đỉnh đáy và cái đường hỗ trợ kháng cự. Sau một cái xu hướng tăng thì nó đi vào cái giai đoạn đi ngang tắc nghẽn. Các anh chị các bạn quan sát cái mức đỉnh nhờ cái đường kháng cự đó ở cái vị trí này, các bạn cũng thấy là nó phá qua cái đường kháng cự và chúng ta có thể là mua lên cái vị trí này. Và lần thứ hai nó quay về nó test lại đây, tiếp tục mua lên ở vị trí này. Và mọi người thấy sau đó thị trường tăng rất mạnh. Đó, đây là một cái ví dụ mà chúng ta có thể nhìn nhận được sau một khi thị trường tăng giá hình thành những cái đường hỗ trợ kháng cự mô hình hình chữ nhật tăng. Và lần thứ nhất chúng ta mua lên ở vị trí này, nếu chúng ta không mua được vị trí này thì có thể chờ nó hồi lề rồi tiếp tục chúng ta mua lên nhé. Tiếp theo thì chúng ta sẽ tìm hiểu về một mô hình giá hình chữ nhật giảm. Và các anh chị các bạn cũng thấy là cái xu hướng trước đó sẽ là một cái xu hướng giảm nên là chúng ta sẽ canh sell nhé. Và các anh chị các bạn cùng theo dõi cái việc nó tạo thành những cái đỉnh cái đáy và những cái đường hỗ trợ, những cái đường kháng cự và cái vị trí nó thoát ra nó như thế nào. Thì sau một cái xu hướng nó cũng giảm mạnh đó, thì thị trường bắt đầu đi vào những cái giai đoạn nó tích lũy, nó đi ngang, nó tắc nghẽn, nó đi ngang. Thì nó sẽ tạo thành những cái mức đỉnh và mức đáy bằng nhau. Thì nó sẽ tạo ra một cái vùng đi ngang và hình thành một cái mô hình hình chữ nhật. Ở đây các anh chị các bạn cùng quan sát nha, chúng ta sẽ thấy được ở những cái mức đỉnh bằng nhau, đây là những cái đường kháng cự đúng không ạ, hoặc là ở đây những cái đường hỗ trợ cũng tương đối là bằng nhau, thì chúng ta sẽ lấy những cái đường này nó mang tính chất cũng tương đương thôi. Và cái việc của chúng ta sẽ chờ đợi là nó sẽ phá vỡ xuống dưới để chúng ta thực hiện những cái lệnh bán nha.
Đây, cái trường hợp này các bạn có thể là thấy nó rõ ràng sau khi chúng ta vẽ được cái hình chữ nhật ở đây đúng không? Thì cái vị trí nó bán có thể là cái cây nến xác nhận này nó rõ ràng nhất và chúng ta sẽ đi theo cái hướng của cây nến này. Đây là một cái lần bán đầu tiên của chúng ta. Sau đó thì thị trường nó giảm rất mạnh. Có thể là cái trường hợp này nó cũng không quay lại, nó test. Có một số trường hợp thì nó sẽ quay lại cái đường hỗ trợ này một lần nữa, thì chúng ta sẽ có cơ hội bán xuống lần 2 ở đây, đúng không? Nhưng mà trường hợp này nó cũng không có quay lại và nó đi luôn, nên các anh chị các bạn cũng phải cân đối và đưa ra cái quyết định của mình sớm nha. Tương tự cái mục tiêu lợi nhuận và cái vị trí đặt dừng lỗ, cũng như mình đã nói, cái mục tiêu lợi nhuận nó là cái khoảng cách từ cái đường hỗ trợ đến cái đường kháng cự này, và cái mục tiêu lợi nhuận cũng từ cái lúc mình bán ra đến đây thì khi đó chúng ta sẽ đặt cái vị trí dừng lỗ bằng 1/2 cái mục tiêu lợi nhuận. Chúng ta có thể đặt ở trên này, hoặc là hơn nữa là chúng ta có thể đặt lên trên cái vị trí kháng cự này đó. Rồi thì mình cũng đã giới thiệu cho các anh chị các bạn về cái mô hình giá hình chữ nhật, và đây là cũng là một cái mô hình giá mà mình thấy là rất quan trọng, nên các anh chị các bạn cố gắng tìm hiểu kỹ để khi nó xuất hiện trên các biểu đồ giao dịch thì chúng ta có thể sớm nhận biết được. Hôm nay thì mình xin phép tạm dừng video tại đây. Cảm ơn sự quan tâm và theo dõi của các anh chị và các bạn. Mọi người hãy nhớ tải tài liệu và tham gia các nhóm cộng đồng. Đường link mình để bên dưới cái phần mô tả của video. Ngoài ra thì mình có một cái phần quà dành cho những các anh chị các bạn có những bình luận hay và đặc biệt. Phần quà là một khóa học trực tiếp qua Zoom từ cơ bản đến nâng cao. Và nếu mọi người muốn mình làm về nội dung gì hoặc có bất cứ câu hỏi nào thì để lại bình luận bên dưới. Nhớ like và đăng ký kênh để đón xem những cái video của mình.